Xin chào quý vị, chúng ta lại cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về ký ức tươi đẹp trong không gian rất là thân thuộc và gần gũi này. Và hôm nay có một vị khách rất là thú vị. Cứ mỗi một lần gặp những vị khách như thế này thì mình được đầy một sự phấn khích, tò mò, muốn biết là họ có những ký ức như thế nào về cái nơi mà mình đang sống, là đất nước của chúng ta, bởi đơn giản họ là những người nước ngoài. Xin chào Seyun. À, chào anh. À đấy, mọi người thấy không? Nói tiếng Việt rất là giỏi. Seyun có thể giới thiệu một chút về mình được không? Seyun đến Việt Nam từ khi nào và đã bắt đầu mọi chuyện ra sao ở đất nước này? Trước tiên Seyun là người Hàn, mà trai Hàn 100% người Hàn luôn. Seyun năm nay 33 tuổi. Và Seyun đã học tiếng Việt là ở bên Hàn Quốc hay là sang đây mới? Sang đây mới học mà không đi học chính thức á, toàn học lỏm không á. À, học lỏm mà đã có thể nói chuyện lưu loát như thế rồi đấy. Seyun đã bắt đầu sang Việt Nam từ khi nào và từ những cái mong muốn nào, từ cái động cơ nào mà đã đưa Seyun từ Hàn Quốc đến với Việt Nam? Cái lần đầu tiên Seyun sang đây là ngày Giáng sinh á, cho là cuối năm 2012. À, tức là cách đây cũng đã 7 năm rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà lúc đó là sang đây để du lịch thôi, du lịch với bạn. Mà giữa năm 2013 là mới sang đây để tại vì đã quyết định là định cư ở đây luôn. À, dạ. Mới có sang một lần sau đó đã quyết định định cư ngay. Dạ. Thì trước khi sang Việt Nam, dạ, khi mà còn ở bên Hàn Quốc ấy, thì Seyun thường nghe người ta nói gì về Việt Nam, và trong suy nghĩ của Seyun thì Việt Nam là một đất nước như thế nào? Trước khi sang đây thì trong đầu của Seyun cũng là có Việt Nam chỉ có một ấn tượng là cái nốt lá. À, nón lá. Với lại gì nhỉ? Cái trồng gì nhỉ? Cái đồng lúa. À, đồng lúa. Dạ, chỉ như thế thôi, với lại phở. Nhưng mà đồng lúa thì ở Hàn Quốc cũng có mà. Dạ, Hàn Quốc cũng có, nhưng mà tại vì ở bên Hàn Quốc là toàn những chương trình trên TV người ta hay quảng cáo hoặc là hay cho về Việt Nam. Về Việt Nam đúng không? Cái này như thế thôi. Seyun nó chọn là điểm đến đầu tiên của Việt Nam là Sài Gòn đúng không? Nếu chính xác thì Nha Trang lại trước. Tại vì mục đích là đi Nha Trang đúng không? Dạ không phải. Mục đích là để định cư ở Việt Nam luôn, nhưng mà không biết là lúc tôi xuống Sài Gòn trước, nhưng mà lúc tôi nghe là Sài Gòn thì nhiều người Hàn. Thật ra Seyun thì không thích mà chỗ nhiều người Hàn, cho nên là quyết định là xuống cái sân bay nội địa xong rồi đi Nha Trang liền. Đi luôn. Nhưng mà bên đó em không ngờ là Nha Trang thì nó nhiều người nước ngoài mà như thế. Nói chung là Seyun thì suy nghĩ hoàn toàn sai á. Xong rồi thì ở 4 ngày ở Nha Trang xong rồi quay về liền Sài Gòn. Dạ. Khi mà Seyun nói là mới sang Việt Nam lần đầu thôi và sau đó đã có ý định là định cư luôn. Dạ. Và một năm sau là định cư. Dạ. Cái trường hợp của em thì cũng khá bình thường, nhưng mà có một số điều mà khiến em định cư ở đây luôn, là quyết định là ở đây luôn, là cái thứ nhất là cái thời tiết. À. Dạ, với lại tại vì thì em tôi có thích trời lạnh là đúng rồi. Thả chiều trời nám nó còn hơn á. Tại vì nó có ý trần truồng là nó chỉ có mát, chỉ có nhu phẩm lại là sao mà. Còn một anh chàng có suy nghĩ rất là thú vị. Đôi khi tức là chúng ta đứng trước một quyết định lớn trong cuộc đời mình, như là chuyển sang một đất nước khác sinh sống, đôi khi chỉ vì những chuyện rất là bình thường. Ngược lại thời gian thì cái ấn tượng đầu tiên của Seyun khi đến với Sài Gòn là gì? Cái ấn tượng giống như là một kỷ niệm. Một cái đầu tiên ấy, lúc mình mới đến ấy. Cái này lúc đó giống như nãy giờ em nói, thì cái lần đầu tiên em sang đây là để chơi. Để du lịch với bạn, là với một người bạn, mà lúc đó tính đi cái chợ Bến Thành nè. Mà để đi qua chợ Bến Thành mà sắm đồ thì phải qua một tường gì đó, chỗ quảng trường, đúng rồi, cái vòng xoay đấy gì, dạ, phố đi bộ. Là lúc đó phố đi bộ thì nó toàn đường cho xe chạy luôn, mà thật ra thì lúc đó thì phải qua cái đường đó, đường xe là mới qua được. Nhưng mà nó chạy vèo mà nó không dám băng qua đâu. Tụi em cứ chờ mà hơn 20 phút mà không dám đi luôn. Mà lúc đó em thấy một ảnh công an mà mặc thùng mạo xanh á. Lúc đó thì nhưng mà em thấy sợ mà không dám nhờ anh á là giúp mà băng qua đường. Mà cuối cùng thì tại vì lúc đó thì nó sắp tên mắc dữ quá. nếu mà cứ chờ mà xe ngừng chạy thì em không bao giờ chạy, em không bao giờ qua được, với lại nó dữ trong cổ luôn. cho nên là em cứ lúc đó sợ, nhưng mà em quyết định là nhờ ảnh á là băng qua đường. Mà lúc đó thì không ngờ là ảnh á là giúp rất là tử tế, với lại thân thiết, và với một mỉm cười mà tươi đẹp như vậy. Lúc đó thì ảnh á là cho giúp đội em là qua đường xong. Lúc đó thì em không hiểu mà cái tiếng việt ảnh nói, và cho nên là lúc đó ảnh á nó giống như là cái như thế này, dùng cử chỉ nói là
Lan nữa khi muốn đi về thì đến đây đi à. Để anh cảm em đi cho à. Cảm em đi cho như thế này. Nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam mọi người cũng bị cái ấn tượng đầu tiên là giao thông. Dạ. Ở đây với trường hợp của Seyun nó lại có liên quan đến cái chuyện rất là khó nói. Mà lúc tối mà trường hợp rất là gốc. Mãi. Thì ta cũng có thể quay trở lại cái chỗ bên đường đó để tìm một cái chỗ để xử lý chuyện đấy được mà. Nhưng mà chỗ nào cách chỗ bên thành nó gì nhà nó nó bao bơi à? Bao bơi, nó xung quanh toàn là đường chạy xe này, đi chỗ nào cũng phải qua đường mà nó không dám qua đường, đúng không? Sài Gòn có hai cái đặc sản mà đối diện với nó thì nhiều người cũng rất là sợ hãi, nhưng mà khi xa rồi thì lại nhớ. Một là xe cộ, giao thông, hai là mưa, những cơn mưa và ngập nước. Chấp nhận sống ở một xứ nhiệt đới tức là phải chấp nhận sống với những cơn mưa, nhất là ở Sài Gòn. Đã mưa là ngập. Thật ra cái cơn mưa này là cái điều mà Sejun em thích nhất. Chính cái một cái là làm khiến Sejun đi cửa đây luôn. Tại vì Sejun rất là thích mà ngắm cảnh mưa nó rơi, ngắm cảnh Sài Gòn nó mưa rơi qua cái cửa sổ ở trong nhà, là với một lon bia ướp lạnh là rất là sớm á. Nó là một cái thú vui, nó hơi giống thú vui của trẻ con. Trẻ con thì người lớn thì thấy phiền toái, đi lại không được, khổ sở đón con đón cái. Nhưng mà trẻ con thì thích mưa thì có thể đi tắm mưa chẳng hạn. Sejun nó thử cái đấy ở Việt Nam bao giờ hay chưa? Đương nhiên là thử rồi. Đấy, sống ở Việt Nam từ mấy năm, tức là từ năm 2013 cho đến nay là cũng là 6 năm rồi. Thì tất nhiên là bên cạnh cái niềm vui như Sejun chia sẻ thì cũng có cái lúc nào đấy mình gặp những cái chuyện mà khiến mình cảm thấy là hình như là mình cũng đã có quyết định sai về định cư ở đây chứ. Thật ra thì đến bây giờ thì cũng chưa có điều mà làm Sejun thì không thích hoặc là ghét Sài, mà ghét Sài Gòn là ghét Việt Nam như thế, thì đến bây giờ thì chưa có. Nhưng mà chỉ có vài điều, chỉ có một điều mà chưa hài lòng về cái Sài Gòn là cái rác bừa bãi á. Chuyện xả rác đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà dù sao thì bạn cũng đã quen rồi đúng không? Có một cái này tôi muốn tò mò này. Cái này là rất nhiều người đến với Việt Nam và đến với Sài Gòn và nó quyết định người ta có yêu hay không yêu cái thành phố này, đó là chuyện ăn uống, ẩm thực đấy. Ẩm thực thì rất là phù hợp với rất là phù miệng với cái miệng của em á. Là như em nói là phở đúng không? Mà là một trong ba thứ em nhớ đến Việt Nam đầu tiên là phở đúng không? Với em thì cái thứ nhất là cái ốp. 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 Dạ, món ốp. Ốp. Dạ, ốc, con ốc. Con ốc nó là ngon lắm á. Nó rất là mùi nhiều, là một loài mùi nhiều mà. Ở bên Hàn Quốc có nhiều loại ốc giống như thế không? Dạ, cũng như giống Việt Nam luôn này. Đấy, thì ốc này, rồi đặc biệt kể thêm một số những cái món đặc biệt mà Sejun thích ở Sài Gòn này. Ốc này, rồi đến gì nữa? Ốc với lại cũng nhiều thứ mà em thì đều thích hết á. Có một số món mà mình nghĩ là hầu như là người Việt Nam ấy thường hay đem ra để thử thách người nước ngoài. Một người yêu Việt Nam và cảm thấy thích thú với đồ ăn Việt Nam thì Sejun đã làm quen với những cái món gọi là khó ăn của Việt Nam đấy như thế nào? Trứng gà lộn à? Trứng vịt lộn. Dạ, trứng vịt lộn. Cái đó thì cũng thử ăn một lần nhưng mà bị ám ảnh nữa. Từ lúc đó thì em không bao giờ ăn được. Và bún đậu mắm tôm thì cũng thử ăn rồi, nhưng mà cái mắm tôm thì em thay bằng cái nước mắm á. Đấy. Có một số người sau khi ăn được mắm tôm thì cảm thấy ghiền luôn. Là một người Hàn Quốc sang Việt Nam, và ở Việt Nam thì mọi người cũng rất là quen thuộc với người Hàn Quốc bằng những bộ phim, hay là gần đây là ông Park là gì? Park Hang-seo đó. Đấy là những cái tên mà khiến người ta Việt Nam quen với Hàn Quốc rất là nhiều. Thì khi mà Sejun sang đây thì Sejun cảm thấy là cái tính cộng đồng của người Việt Nam nó như thế nào mà để mình cảm thấy dễ hòa nhập được? Lúc đó là năm ngoái lúc mà đá banh Việt Nam thì giành được cái vô địch, được vô địch Suzuki Cup. chỉ cần nhớ lại cái lúc đó là em rất là mắc cười mà. Tại vì có một lúc mà Việt Nam đã giành được vô địch khoảng đêm 10 giờ, chắc 10 giờ đêm á. Tại vì em nhớ vợ em á thì 10 giờ đêm mới sang việc, rồi em cứ đến cái chỗ đường Lê Văn Sĩ rồi trở về luôn. Mà bình thường thì chỉ cần chạy về 30 phút là được về nhà. Mà lúc đó thì nó mất 2 tiếng. Tại vì nó kẹt xe. Em đi xe máy hay đi ô tô? Dạ, đi xe máy. Tức là đã sống ở Việt Nam hòa nhau đến mức có thể đi xe máy được. Đương nhiên là chỉ cần sống ở đây 2 tháng là cứ bằng lái xe là đi được rồi. Bình thường thì em á kẹt xe thì hay bực lắm. Tại vì nó kẹt cứng, nó không nhúc nhích được hết. Là không biết cái cảm giác đó, nhưng mà lúc tới thì nó khác. Tại vì người ta là chúc mừng nhau trên đường đi về thì nó không nhúc nhích được, nhưng mà người ta kế bên này người lạ đều toàn là người lạ hết mà.
cứ chào nha với lại chúc mừng nha. Ô, có một số người mà vài người mà nhận ra em là người Hàn thì ô ông Bakase, ô Bakase, ô hùng Bakase kia, em là hồn duyệt của người Hàn kia nè. Em cứ qua, em cứ sang mà cái cửa hàng hoặc là quán ăn của chị đi hay là anh đi, cái đó là phiêu cảm giác kia, là nếu mà em qua lại miễn phí hết á, thì nó tốt vui quá đấy. Rõ ràng khi mà chúng ta hòa nhập được với đời sống của một đất nước mới á, là khi chúng ta thấy là mình có thể dễ dàng hòa nhập với những cái hoạt động cộng đồng. Tức là chúng ta thấy mọi người ra đường sinh hoạt là mình cũng hòa nhập được, mình cũng vui được. Là Siri đã ăn mấy cái Tết ở Việt Nam rồi, thấy Tết ở Việt Nam với Tết của Hàn Quốc có gì giống nhau và khác nhau? Nếu nói thì giống của Hàn Quốc. Cũng Tết âm lịch đúng không? Cũng Hàn Quốc cũng, Tết Hàn Quốc cũng ăn Tết âm lịch luôn anh. Cái Tết Hàn Quốc bây giờ thì hơi chán á. Tại vì Tết Việt Nam bây giờ thì em thấy giống cái Tết Hàn Quốc hồi xưa. Tại vì lúc tôi thì nó đại gia đình, luôn gia đình nhiều hộ hàng, tổ sum họp là và một ngôi nhà thì nó nhiều người mà giống như nhiều cháo, mười mấy cháo mà giống như Việt Nam. Mà bây giờ thì không. Ít rồi đúng không? Ở dạ, Việt Nam là cũng ít dần những cái đó. Dạ đúng rồi. Ở Việt Nam cũng vậy. Thì năm đã từng thì cũng như thế, nhưng bây giờ thì Việt Nam thì giới trẻ người ta trưởng thành thì cũng có thể người ta sẽ không cũng không ăn Tết như thế nhiều nữa. Không chịu lên quê rồi. Đúng rồi, không về quê nữa, về Tết người ta sẽ đi chơi. Người ta đi du lịch nước ngoài đấy, đi Hàn Quốc chẳng hạn. Bây giờ đến câu chuyện thú vị này, câu chuyện này mới gọi là chứng tỏ cái sự gắn bó của Seyun với Việt Nam này, đó là câu chuyện về tình yêu. Đúng là phải chăng là sau cái chuyến đi thăm lần đầu tiên đó mà đã có một cái mối duyên gì đấy dẫn đến việc có một năm sau thôi mà đã quyết định sang đây định cư rồi. Thực ra thì chắc một năm đầu tiên thì em không có suy nghĩ là không có tư tưởng là định cư ở đây, chắc làm việc một hai năm xong là được đi về ở Hàn Quốc. Nhưng mà có một điều mà thay đổi làm suy nghĩ của em đó, thay đổi là vợ là người yêu là người Việt bây giờ. Lúc tới thì chắc là em kể thế này thì chắc em mắc cười luôn á. Cái lần đầu tiên gặp nhau là không phải là qua cách mà bình thường mà như người ta, mà là gặp qua Zalo. Tức là quen qua Zalo. Dạ, tại vì lúc tới thì không có ý định là làm quen người yêu hoặc là làm quen bạn qua Zalo. Lúc tới thì cái tiếng Việt của em thì rất là yếu, người ta nói thì nghe không kịp nên hơi là chán á. Ta tìm được một cách là chat. Nhắn tin thì người ta nói cái gì thì cũng nó giữ lại, nó vẫn ở đó. Rồi thì xong, thật ra không có ý định là gặp nhau trực tiếp ở ngoài. Tại vì như vậy thì em cũng sợ là nếu mà hai người nhìn nhau mà không hài lòng hoặc là không phải là gu của mình như vậy thì cũng hơi buồn á. Cuối cùng thì tới ngày Giáng sinh á thì gặp nhau hay làm nhau thì cũng thấy ok. Các bạn đã bên nhau và sống với nhau đến nay là được bao nhiêu năm rồi? Từ yêu và cưới là chơi sống với nhau đến nay. Yêu và cưới thì cái tổng thời gian, tất cả thời gian mà yêu và cưới thì hơn 5 năm rồi anh. Quá 5 năm rồi. Có bao giờ các bạn đối diện với những câu hỏi của những người xung quanh là ồ sao không về Hàn Quốc mà sống mà lại sống ở Việt Nam? cũng nhiều người mà hỏi như thế mà. Mẹ tại vì em thích thôi. Thích thôi đúng không? Cuối cùng là đơn giản là là thích. Câu chuyện với bạn Seyun rất là thú vị, là bạn ấy thích. Và có lẽ là đây là một chàng trai mà đưa ra quyết định của mình rất nhanh. Sang Việt Nam một cái, thích một cái, quyết định sang đây sống, làm việc, định cư. Đến một ngày quen một cô gái của Việt Nam, một thích một cái, quyết định yêu và cưới luôn. Đấy là 5 năm rồi. Sau đây sẽ là một thí dụ nữa về cái sự hòa nhập của Seyun với thành phố này, với đất nước này. Chúng ta sẽ nghe bạn ấy hát một bài hát Việt Nam. Đây là một bài hát mà Seyun thích và có thể là không thuộc lời hoàn toàn, có thể Seyun có thể nhìn lời. Vâng, bây giờ sẽ là một phần rất là thú vị chương trình ngày hôm nay, khi mà quý vị đã thấy là Seyun đã hòa nhập với đời sống thực sự ở đây như thế nào, khi mà bạn ấy sẽ hát một bài hát về Sài Gòn. Thì Seyun cũng có xin phép trước là thích cái bài này nghe nhiều rồi nhưng mà chưa có thuộc được, mà thực ra cái bài này nó cũng hơi khó là vì hát rất là nhanh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại anh bạn thân quen của mình là guitarist Thanh Nhật. Bạn Nhật sẽ hát cùng với Seyun cái màn song ca rất là hiếm hoi trong ký ức tươi đẹp, để chúng ta cùng chia sẻ tình yêu với thành phố Sài Gòn. Xin mời quý vị cùng nghe bài hát Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với Seyun và Thanh Nhật. Em đi đâu về mà tóc tơi mênh, em ngồi em trải nghĩ gì vui thế mà cười một mình.
la 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 la. Anh đi đâu về dẫu mãi đời ta đứng chân gió về nghĩ gì vui thế nhung môi mòn mềm rất la 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 la. Rất là thú vị, một bài rất khó. Cảm ơn Thanh Nhật rất nhiều. Chúng ta đã trò chuyện rất nhiều ngày hôm nay về những cái tình cảm mà của Seyun dành cho thành phố này. Từ khi mà Seyun đến Việt Nam và định cư ở Sài Gòn thì Seyun cảm thấy mình bây giờ khác gì với mình ngày xưa khi mình còn ở bên Hàn Quốc? Thực ra thì trong 6 năm vừa rồi thì cái Sài Gòn thì đã mang lại cái một điều cho Seyun, cho em á, là đó là nó sự thay đổi về thái độ sống á. Trước khi sang Việt Nam Seyun á thì không được gọi là một con người mà giống như máy kiếm tiền, máy móc gì đó. Tại vì lúc đó thì cứ công ty nhà rồi thì nó bắt đầu bằng tiền và nó kết thúc cũng bằng tiền luôn. Lúc đó thì Seyun như thế mà sau khi sang đây thì cái cuộc sống ở bên Sài Gòn thì nó đã thay đổi. Seyun là một con người mà cũng biết là để hạnh phúc thì cần những gì và nó phải làm như thế nào, phải sống nó tích cực hay là nó chỉ như thế nào. Nói chung là Sài Gòn thì một giống như ân nhân á. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay với bạn Seyun về cái quyết định đặc biệt của bạn ấy là sang định cư ở Sài Gòn và có một gia đình hạnh phúc ở đây, thì chúng ta cũng thấy là mỗi người có những cái lựa chọn khác nhau và biết đâu hạnh phúc cũng sẽ đến khi chúng ta quyết tâm với lựa chọn của mình. Xin cảm ơn Seyun rất là nhiều đã đến với chương trình Ký ức tươi đẹp và chia sẻ những câu chuyện cũng rất là dí dỏm, thú vị về mình. Xin chúc Seyun và gia đình của mình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh. Và quý vị cũng đừng quên là chương trình Ký ức tươi đẹp đến với quý vị trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Bus. Sẽ có rất nhiều những câu chuyện thú vị khác, nhiều ký ức tươi đẹp được những vị khách mời mang đến cùng với Minh Đức để chia sẻ với quý vị. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.